Đấy, các bạn thấy không, chế rất hay nhá, anh trai chế rất hay này. Đấy, lắp cái lẹp đây, đục thủng cái này luôn, có nghe đục thủng, đo đục thủng đúng cái này luôn. Đấy, các bạn yên tâm là cái này không đứt được anh nhá, các bạn cắt thoải mái nó không đứt được đâu, rất hay luôn. Đấy, trong bên trong như này, bắn trực tiếp vào đây luôn, bắn trực tiếp vào đây, đục thủng cái này các bạn nhá, đục thủng bên này để cho nó thẳng tưng như này và đẹp. Đây, khi các bạn nhìn đằng sau thì nó sẽ không nhìn thấy vết cắt luôn, không nhìn thấy một vết cắt nào luôn và rất đẹp luôn. Mấy cái bài độ này anh độ được ấy, nhìn nó đẹp, bài thẩm mỹ các bạn ạ, rất là thẩm mỹ luôn nhá. Đấy, bắn vào đây và cắt khoét thủng cái này luôn, quét thủng bằng cái trụ này luôn thì nó sẽ làm bằng mặt phẳng này, bên ngoài nó sẽ bằng như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, hôm nay thì mình quay qua cái bài độ của anh ấy cho bạn xem nhá, hôm nay anh ấy lấy về nhà anh ấy lắp. Các bạn yên tâm là cái này nó thổi vào đây thì các bạn mà muốn bền ấy thì anh em có thể chế một cái cổ cho nó vắt xuống phía dưới thì nó sẽ không bị thổi vào cái băng tải này, để tránh tình trạng mà chạy lâu ngày nó sẽ bị nóng. Đấy, các bạn này hơi nóng, không thủng anh, không thủng được anh. Em sợ lóng một thời gian nó thủng này. Em chạy Mộc Châu Sơn La về chạy không tầm luôn, không nghỉ luôn đấy, không có thủng đâu. Đấy, cái đấy là cái anh em có thể chế bài khác thì đấy mình không biết, nhưng mà mình cũng sợ tình trạng nó sẽ bị chảy thì mình cũng cảnh báo mọi người thôi. Còn đấy, các bạn nhìn đẹp không, thế rất là hay luôn. Vừa em bán rồi mà, bán suốt mà sao không vừa được. Đây, cái này không làm như này cho anh. Đây, cái bát này nó sẽ nằm đây là cái, đây hai cái lỗ này bắt như này này. Cái này là nó sẽ bắt vào đây, bắt vào đây. Đây đúng rồi, như này anh ạ, như này. Xong rồi cái bát bắt vào đây anh ạ. Đây, nhìn dùng bát nha, bắt như này đây anh ạ. Xỏ vào đây như này. Đập vào tí ra anh ạ, cho nó vừa ốc. Treo hai con này lên như này, treo hai con này như này, xong sổ hai con như này, xong bắt vào đây là xong. Ốc bác đầy đủ hết mà, em bán rồi mà, em bán rồi, bắt rồi mà, Potter 150 bắt rồi mà. Đấy, cái này là quá ốc tiền này. Đâu anh, bộ này của nó là 1.8 triệu anh. Con này cả đi lóc 34 anh ạ, không phải hàng yếp thường đâu. Anh làm yếp anh biết đấy, 34 quét này. Không, không phải quét anh, quét là gì được anh. Chế thêm đèn đó. Không, anh chơi một áo đèn thôi, chơi nhiều quá nó rối vì xe mình xe nhỏ. Em định khoét thêm cả xi nhan đây nữa này, cả đèn lùi này, nhưng mà xấu lắm. Khoét xi nhan đèn lùi nó mới là đẹp. Nhưng mà nó rối mắt đấy, nó bé này, quá. Đèn này cho ra, khoét xi nhan đây, lùi đây. Khoét ba cái nhìn nó rối mắt anh ạ. Cái nó mới đẹp. Thế á? Các bạn này em thấy nó rối mắt quá thì em cũng đặt cho một cái giữa này nó chối lắm. Cho mỗi phanh thôi anh ạ, cho mỗi phanh là đờ mi thôi. Thì thế, mỗi phanh đờ mi nó chối lắm. Này phải thêm cả cái này, cả này nữa. Lắp ở đây. Ôi, em làm cái mốt định ba đèn đây, nhưng mà khi làm ra thì cái bác Potter bác lắp bác bảo là nó rối quá, nhìn nó sẽ bé mà nhìn nó như vậy nó rối quá, thế bác bảo thôi làm một mình một cái đèn phanh thôi. Đạn này làm đạn trên đạn dưới, làm lắp một phát cái đèn led liền này, nó có ba đèn đây. À. Lắp đèn led nhỏ liền ba cái. Em biết rồi. Một là mẫu này, hai là mẫu đèn led. Lắp mẫu đèn led thường ba cái này mới là đẹp. Cái này chờ quá. Con này là đúng hàng chuẩn anh ạ, lốc đấy, dập máy luôn. Không, dập máy thì biết rồi, đây nhà thì nhà chuyên dập ra cái đéo rồi. Đấy. Con này là về bắt này, anh ăn sẵn luôn này. Ôm mà thùng nằm đúng như này, bắt vào đây. Còn con này là bắt vào chân này là chuẩn luôn, ốc đây. Đầy đủ hết rồi, con này em bán rồi mà, bán rồi đi rồi. Đặt cái mẫu khác đi, ba đèn này đi. Ba đèn này, nhưng mà quét theo kiểu gì anh? Ba đèn to nhảy luôn này. Không cần to này đâu. Đèn nhỏ hơn cũng được. Đúng không? Ok anh, thế để em quét bài này, nhưng bát này đẹp hơn gì anh? Trên một đèn đèn này trông thơ lắm. Được, thế để em đặt. Quét thì đơn giản mà. Đó, nó đặt quét ba đèn đấy. Đấy, cái bộ này là bộ cản hông, cản đằng sau anh em nhá. Đấy, bát rất là dày luôn. CNC này. Cắt CNC để dày cộp lên. Lặng trịch luôn. Hãy
đằng trên cho anh em à. Đấy, toàn cảnh cái xe của Master nhập mang. Có gì thì mình sẽ mai cái anh ấy lên đồ tiếp thì mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nhá. Đang có rất nhiều ý tưởng. Xịn đấy, nhưng mà phải mua mít đấy, phải mua mít cơ, chứ còn cái hàng hoàn trước mà. Tất cả mọi thứ là có form hết rồi. Các bạn có muốn dán lệch cũng không dán được, vì tất cả ngay nó vào gờ hết rồi. Các bạn dán lệch không dán được. Cái này thì các bạn có muốn dán lệch không dán được các bạn nhé. Thế là xong. Đấy, ok cho các bạn. Em cũng biết được, nhưng mà nó có mấy loại, hàng auto KD, em nhập mỗi auto. Cái đấy em nhập auto bản to đấy. Con lên em đang dán cái đèn hậu các bạn nhá, xong xịn đèn hậu này xịn tắt đấy, 1,5 triệu một cái này. Đèn này đúng đèn xịn hãng nhìn đẹp. Chân cái dán. Con này thì nó lái phụ một chiều anh em nhá, anh em chỉ việc bóc ra và dán vào thôi các bạn, rất là đơn giản luôn. Cái này thì nó có form rồi, nó không có lái phụ đâu các bạn, bóc bằng chính. Con này không phải bắn keo anh em nhá, không phải bắn keo, vì bắn keo đèn nó rất là xấu. Các bạn chỉ việc bóc băng dính ra và dán vào thôi đấy. Toàn bộ nó ôm hết vào khít khít luôn, không bị thở hay là há một tí nào luôn. Đấy, thế là xong anh ạ, các bạn nhé. Đấy, bên này thế các bạn, anh em chỉ việc lau sạch đi và ấn nó vào thôi các bạn nhé, không cần phải bắn keo nhá, vì bắn keo vào đèn nó rất là xấu. Đèn pha với đèn này mình dán thì không được bắn keo, trừ đèn gầm thôi các bạn nhé. Đèn gầm thì nó tác động nước nhiều, mình phải bắn thôi. Còn đèn hậu đằng sau và đèn pha không được bắn keo. Đấy, anh em chỉ việc bóc băng dính ra này các bạn này, dán vào là xong rồi.